ta hãy cùng nhau nắm tay, có con đường 8 ngày giải thoát, chánh kiến luôn luôn được sáng suốt. Và ai ơi đừng có so bì, tư duy thì cũng cần chân chánh, cái nữ sinh nên giữ chánh ngữ, chánh nghiệp cần nên giữ khư khư, chánh mạng nuôi thân, tinh tấn chuyên cần, chánh tâm chánh niệm chánh định thứ 8. Trên trời chư thiên chúa nhạc giải.